Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính như sau. Thành phố Bảo Lộc vận hành khu cách ly tập trung, tiếp nhận công dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Lâm Đồng tiếp tục thực hiện nhanh, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Hướng dẫn đeo khẩu trang vải an toàn. Nhiều chính sách có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Phần cuối chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Nhật ký từ khu cách ly. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 19 tháng 7, đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cùng đoàn công tác các sở ngành liên quan đã đi kiểm tra, khảo sát một số địa điểm nhằm thiết lập thêm các địa điểm cách ly y tế tập trung phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã thiết lập 4 khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 bao gồm Thao trường quân sự thành phố Bảo Lộc đóng tại xã Đại Lào, Phân hiệu trường Đại học Tôn Đức Thắng đóng tại phường Lộc Tiến, Trung đội Cảnh sát Cơ động và Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế Bảo Lộc đóng tại phường 2. Tuy nhiên, hiện nay do nhu cầu công dân ở các vùng dịch có mong muốn trở về địa phương ngày càng nhiều, đặc biệt từ thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu thành phố Bảo Lộc cần phải thiết lập thêm một số khu cách ly tập trung nhằm đảm bảo công suất, các yêu cầu về công tác phòng chống dịch theo quy định. Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận cùng các đoàn công tác và lãnh đạo thành phố Bảo Lộc đã đi khảo sát tại khu vực phân hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng đóng tại đường Đào Duy Từ, phường Lộc Phát. Hiện nay đang trong điều kiện dịch bệnh, nhà trường không tổ chức dạy học cho học viên, cũng như không có học viên lưu trú tại khu ký túc xá. Qua khảo sát hiện nay phân hiệu 30 phòng, trong đó 24 phòng học và 6 phòng ký túc xá. Sức chứa khoảng 300 người, có thể trưng dụng làm khu cách ly y tế tập trung. Sau khi trực tiếp đi kiểm tra và xem xét các điều kiện tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận đề nghị thành phố khẩn trương cử lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia dọn dẹp, bố trí lại số lượng giường tại các phòng, lực lượng y tế địa phương tổ chức phun xịt khử khuẩn toàn bộ khu vực. Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phương án cấp nước và vệ sinh tại 24 phòng học, vì tại các phòng này hiện chưa có nhà vệ sinh riêng và hệ thống nước sạch. Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận cũng đã trực tiếp làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, nếu cần thiết sẽ cung cấp ngay cho thành phố 100 giường xếp quân đội để cung cấp cho các phòng cách ly y tế tập trung, nhằm đảm bảo việc có thể đón công dân đến thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định. Đồng chí Trần Đức Quận cùng đoàn công tác cũng đã đi khảo sát, xem xét điều kiện thiết lập khu cách ly y tế tập trung tại khu vực bến xe Đức Long, Bảo Lộc. Trong điều kiện cấp bách, khu vực này cũng sẽ được trưng dụng làm khu cách ly y tế tập trung của thành phố Bảo Lộc. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã chuẩn bị các điều kiện về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để đưa vào vận hành khu cách ly y tế tập trung tại ký túc xá trường Đại học Tôn Đức Thắng, phân hiệu thành phố Bảo Lộc để tiếp nhận cách ly y tế cho các công dân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Khu cách ly tập trung tại ký túc xá trường Đại học Tôn Đức Thắng, phân hiệu thành phố Bảo Lộc, được Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc thành lập theo quyết định số 1838 ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, để tiếp nhận các công dân tại tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về địa phương, đảm bảo các quy định phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay, khu cách ly trưng dụng 42 phòng với tổng số 120 giường. Sáng ngày 18 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã huy động các lực lượng tiến hành thiết lập rào chắn, phân chia phạm vi an toàn khu cách ly, chuẩn bị điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và phun xịt khử khuẩn toàn bộ khu cách ly, đảm bảo các quy định phòng chống dịch COVID-19. Bộ máy lâm thời, kiêm nhiệm làm công tác quản lý khu cách ly y tế tại ký túc xá trường Đại học Tôn Đức Thắng với 10 người do ông Phan Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc làm giám đốc. Lực lượng quân đội, công an, y tế và dân quân được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc được giao nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện ăn uống hàng ngày cho công dân khu cách ly. Đến trưa ngày 18 tháng 7 năm 2021, khu cách ly này đã chính thức vận hành đi vào hoạt động và tiếp nhận 3 công dân đầu tiên là sinh viên từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương. Được biết, theo quy định, tất cả các công dân được tiếp nhận cách ly y tế tại đây đều phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi rời thành phố Hồ Chí Minh về địa phương. Trong quá trình cách ly, ngoài các biện pháp chăm sóc sức khỏe, ăn uống, thì các công dân cách ly sẽ được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định để đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Tính đến 6 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2021, tỉnh Lâm Đồng thực hiện 39.059 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, trong đó phát hiện 18 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Số ca cách ly 6.294 trường hợp, trong đó số cách ly y tế 50, số cách ly tập trung 857 và cách ly tại nhà 5.387 trường hợp. Tỉnh Lâm Đồng thực hiện 39.059 mẫu xét nghiệm, trong đó phát hiện 18 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. CDC Lâm Đồng đã thực hiện phối hợp điều tra truy vết và thực hiện xét nghiệm liên quan đến các chùm ca bệnh, liên quan đến các bệnh nhân lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai đến Lâm Đồng, chùm ca bệnh từ công ty Nam Trung, thành phố Hồ Chí Minh đến thị trấn Thành Mỹ Đơn Dương làm việc, test nhanh sàng lọc đối tượng nguy cơ và sàng lọc cộng đồng. Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Đường dây nóng Sở Y tế Lâm Đồng 0918-016-355, 0914-971-889, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng 0918-564-072, 02633-816-864. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các tỉnh lân cận và một số địa phương trong tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 4968 về việc tiếp tục thực hiện nhanh, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, thời gian tới Sở Giao thông Vận tải chủ trì, chịu trách nhiệm chính, chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, có phương án cụ thể nhằm tăng cường công tác quản lý lái xe, phụ xe, vận chuyển hàng hóa đường dài, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý xe, lái xe, phụ xe, vận chuyển hàng hóa. Đặc biệt, nắm chắc lịch trình di chuyển của từng xe vận chuyển hàng hóa để yêu cầu lái xe, phụ xe thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của tỉnh, thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Thông báo các cơ sở kinh doanh vận tải hàng hóa thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lái xe, phụ xe 3 ngày một lần tại các trung tâm y tế huyện, thành phố hoặc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng và báo cáo Sở Giao thông Vận tải để quản lý. Từ 0 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2021, tất cả lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa trong và ngoài tỉnh nếu không có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính không được qua các chốt kiểm soát. Khẩn trương tập hợp, lập danh sách lái xe và phụ xe vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Y tế để xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho các đối tượng này. Số hóa phương tiện để nhận diện phương tiện, đảm bảo lưu thông trên địa bàn các tỉnh, thành phố khác. Sở Y tế hướng dẫn các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với người về từ vùng dịch, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại văn bản số 4593 trên UBND VX3 ngày 6 tháng 7 năm 2021, tiếp tục nâng cao năng lực xét nghiệm, đảm bảo cung ứng đầy đủ vật tư, hóa chất, thuốc men, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để kích hoạt phương án thành lập 3 khu điều trị COVID-19 với tổng số 500 giường bệnh, bao gồm Bệnh viện Nhi, Bệnh viện 2 Lâm Đồng và Bệnh viện Dã Chiến, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân nhiễm COVID-19 khi cần thiết, xây dựng phương án cụ thể, chi tiết và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết thành lập bệnh viện giả chiến và khi có quyết định thành lập, thực hiện hoàn thành trong vòng 12 giờ để đưa vào hoạt động. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp chỉ đạo, xử lý các tình huống dịch COVID-19 phát sinh trên địa bàn, ưu tiên công tác phòng chống dịch bệnh đồng thời với phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch. Sáng ngày 18 tháng 7, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng phát đi thông báo yêu cầu tất cả các lái xe vận chuyển hàng hóa đi ra ngoài tỉnh và về lại Lâm Đồng trong thời gian từ ngày 4 tháng 7 đến nay liên hệ gấp với Sở Giao thông Vận tải để được khám sàng lọc và ưu tiên tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19 ngay trong thời gian tới. Hiện nay do tình hình các lái xe, phụ xe vận tải đường dài có khả năng bị lây nhiễm COVID-19 rất cao và dễ lây nhiễm ra cộng đồng, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ưu tiên tổ chức tiêm vaccine cho các đối tượng này. Sở Giao thông Vận tải đề nghị các đơn vị vận tải và lái xe, phụ xe hợp tác thực hiện để bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội. Lái xe, phụ xe liên lạc qua điện thoại hoặc Zalo để đăng ký tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19. Ông Trần Đình Trí 0983 189059 và ông Nguyễn Văn Toàn 0933 620 052. Bắt buộc lái xe và một phụ xe thực hiện khai báo y tế điện tử quét mã QR. Sau khi khai báo được tiêm vaccine phòng COVID-19 kể từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 và được cấp giấy chứng nhận đợt sàng lọc toàn tỉnh khi đi qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
đồng thời danh sách lái xe phụ xe của các doanh nghiệp nhà xe trên địa bàn gửi về Trung tâm Y tế huyện thành phố để thực hiện việc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, khai báo y tế điện tử và tiêm vaccine phòng COVID-19. Trung tâm Y tế huyện thành phố tổng hợp danh sách, xây dựng và triển khai hướng dẫn khai báo y tế điện tử, xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo tiến độ an toàn và cấp giấy chứng nhận đợt xét nghiệm sàng lọc và giấy chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lái xe phụ xe. Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương vừa công khai danh sách số điện thoại đường dây nóng tại 23 tỉnh và thành phố khu vực miền Nam để tiếp nhận, xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về giá, đặc biệt các hành vi lợi dụng dịch bệnh để gian lận thương mại và thu lợi bất chính. Trong đó, số hotline tại Lâm Đồng là 0913 934 739. Cụ thể, các tổ chức cá nhân tại 23 tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về giá, các hành vi lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính, có thể gọi ngay đến các đầu số điện thoại sau để tố giác. Việc tiếp nhận các hành vi vi phạm góp phần đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Trong đó, tại Lâm Đồng, khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về giá cả, người dân báo về số hotline 0913 934 739. Tất cả số điện thoại đường dây nóng do 23 Cục Quản lý Thị trường khu vực miền Nam phụ trách sẽ hoạt động thông suốt 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Mọi thông tin sẽ được tiếp nhận theo quy định của pháp luật, đồng thời các thông tin của tổ chức cá nhân trình báo và nội dung tin phản ánh được giữ bí mật. Quá trình tiếp nhận, xử lý tin báo được thực hiện theo chế độ mật và theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, số đường dây nóng tại 23 tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam cũng tiếp nhận các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hành vi vi phạm pháp luật về đo lường, chất lượng, giá, an toàn thực phẩm, hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng diễn ra tại các địa phương. Người dân có thể sử dụng ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trên thiết bị di động, cổng thông tin tiêm chủng để đăng ký tiêm chủng và khai báo y tế, cập nhật phản ứng sau tiêm. Việc sử dụng ứng dụng này mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Người dân có thể truy cập vào địa chỉ website https://tiêmchungcovid19.gov.vn, mang đến cho người dân sự công khai, minh bạch, cập nhật liên tục thông tin về đăng ký tiêm chủng, kế hoạch tiêm chủng, lịch tiêm chủng và các nội dung truyền thông liên quan đến tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cơ sở tiêm chủng phải công khai và cập nhật thường xuyên thông tin vị trí, số bàn tiêm, thông tin người phụ trách trên cổng thông tin tiêm chủng. Cài ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trên thiết bị di động, cổng thông tin tiêm chủng để người dân đăng ký tiêm chủng và khai báo y tế, cập nhật phản ứng sau tiêm và làm cơ sở cho hộ chiếu vaccine sau này. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Tiếp theo sau đây sẽ là một số nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, dẫn nguồn từ vov.vn, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 68 nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Một số chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn trong dịch COVID-19. Với chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho lao động, doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho lao động từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp khi đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho lao động từ đủ 12 tháng trở lên, thay đổi cơ cấu công nghệ theo quy định tại khoản 1 điều 42 luật lao động, có doanh thu quý liền kề trước thời điểm đề nghị giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc 2020. Có phương án phối hợp với trường để đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng duy trì việc làm cho lao động. Mức hỗ trợ tối đa là 1.500.000 đồng một người một tháng, thời gian tối đa 6 tháng. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ nộp từ 1 tháng 7 năm 2021 đến 30 tháng 6 năm 2022. Hỗ trợ lao động bị hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương. Lao động nghỉ việc không lương, hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời gian bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng 5 năm 2021 đến 31 tháng 12 năm 2021. Điều kiện: đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mức hỗ trợ: từ 15 ngày liên tục đến dưới 1 tháng, mức 1.855.000 đồng một người. Từ 1 tháng trở lên, mức 3.710.000 đồng một người. Chính sách hỗ trợ lao động ngừng việc. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 điều 99 luật lao động. Cách ly y tế hoặc trong khu vực phong tỏa từ 14 ngày trở lên, từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến 31 tháng 12 năm 2021. Có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mức hỗ trợ một lần là 1 triệu đồng một người.
chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên. Cơ sở giáo dục dân lập, tư thục các cấp mầm non đến trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phòng dịch. Thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đang tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, được hỗ trợ một lần là 3 triệu 710 ngàn đồng. Lao động không có giao kết hợp đồng, lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác, căn cứ ngân sách địa phương, điều kiện để hỗ trợ. Mức hỗ trợ không thấp hơn 1 triệu 500 ngàn đồng một người trên một lần hoặc 50 ngàn đồng một người trên một ngày. Theo Tổ chức Y tế Thế giới Việt Nam, việc đeo khẩu trang vải đúng cách và an toàn là cần thiết trong thời gian dịch COVID-19 vẫn còn đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Khi đeo khẩu trang vải, nên rửa tay sạch trước khi đeo khẩu trang, kiểm tra và không sử dụng nếu khẩu trang bị hỏng hoặc bẩn. Điều chỉnh khẩu trang sát với khuôn mặt sao cho không có khoảng trống ở hai bên. Đảm bảo khẩu trang che kín miệng, mũi và cằm. Tránh chạm vào phần thân khẩu trang. Vệ sinh tay trước khi tháo khẩu trang. Tháo khẩu trang bằng cách tháo dây đeo sau tai. Sau khi tháo, kéo khẩu trang ra xa khỏi mặt bạn. Nếu bạn cần tái sử dụng khẩu trang vải, hãy cất nó vào một chiếc túi sạch có thể đậy kín. Khi lấy khẩu trang ra khỏi túi, hãy cầm ở phần quai đeo. Giặt sạch khẩu trang bằng xà phòng hoặc nước giặt. Tốt nhất là dùng nước nóng và phơi hoặc sấy khô ít nhất một lần mỗi ngày. Rửa tay sạch sau khi tháo khẩu trang. Những điều không nên làm khi sử dụng khẩu trang vải. Không đeo khẩu trang đã bị hỏng hoặc rách. Không dùng khẩu trang bị lỏng dây đeo. Không đeo khẩu trang dưới mũi. Không tháo khẩu trang khi có người khác ở gần trong khoảng cách dưới 1 mét. Không dùng khẩu trang khiến bạn thấy khó thở. Không dùng khẩu trang bẩn hoặc ướt. Không dùng chung khẩu trang với người khác. Tháng 7 là thời điểm nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực và những chính sách mới này hy vọng sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho người dân. Thu hồi không cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Từ ngày 1 tháng 7, chính sách mới liên quan đến sổ hộ khẩu tạm trú chính thức thay đổi. Đây là thời điểm bắt đầu không cấp mới sổ hộ khẩu tạm trú. Như vậy, thay vì cuốn sổ giấy từ ngày 1 tháng 7, việc quản lý dân cư sẽ được quản lý bằng dữ liệu điện tử. Mọi thông tin về cư trú của người dân sẽ được cập nhật và lưu tại cơ sở dữ liệu về cư trú. 1 tháng 7 là mốc một số văn bản liên quan đến căn cước công dân gắn chip có hiệu lực, đó là thông tư số 59 và thông tư số 60 của Bộ Công an, và nhiều thay đổi lớn về đăng ký thường trú tạm trú. Chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội cũng sẽ có hiệu lực từ 1 tháng 7. Theo đó, nhiều khoản trợ cấp cho các đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội được điều chỉnh tăng từ thời điểm này như trẻ mồ côi dưới 4 tuổi, trẻ nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, người từ đủ 60 đến 80 tuổi thuộc hộ nghèo, không có người phụng dưỡng. Người khuyết tật, từ nặng đến đặc biệt nặng, trợ cấp mai táng, hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở do thiên tai hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác. Một số chính sách ưu đãi người có công và hàng loạt chính sách mới về bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực. Theo quyết định của Chủ tịch nước, quà tặng cho người có công nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021 sẽ chia thành hai mức là 600.000 đồng và 300.000 đồng, tăng 50% so với trước đó là 400.000 đồng và 300.000 đồng. Mức quà là 600.000 đồng được dành tặng cho các đối tượng. Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Những cá nhân có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng trước ngày 28 tháng 7 năm 2021 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động trên hoặc bằng 81%. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động trên hoặc bằng 81%. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng. Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng. Mức quà là 300.000 đồng được dành tặng cho các đối tượng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới hoặc bằng 81%. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động dưới hoặc bằng 81%. Đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn,
21 ngày thực hiện cách ly y tế để phòng dịch COVID-19 tại thao trường quân sự thành phố Bảo Lộc đóng tại xã Đài Lào, tưởng là quãng thời gian khó khăn và nhàm chán của nhiều người. Thế nhưng, đây lại là quãng thời gian đáng nhớ, nở hoa những tình cảm đẹp giữa người với người, đặc biệt là tình quân dân. Để rồi khi phải rời đi, những dòng nhật ký được nhiều người lưu lại, thay lời muốn nói, lấp lánh yêu thương. Hoàn thành 21 ngày cách ly y tế tập trung, sau khi dọn dẹp, khử khuẩn và vệ sinh lại phòng ở để tiếp tục đón các đối tượng khác đến cách ly. Các chiến sĩ ban chỉ huy quân sự thành phố Bảo Lộc không quên lưu giữ cẩn thận cuốn nhật ký được đơn vị lập, nhằm để người dân trong thời gian thực hiện cách ly nói lên cảm xúc của mình. Cũng từ đây, những lời tri ân, cảm ơn, những lời nhắn nhủ thân thương được nhiều người lưu lại, làm động lực để cán bộ, chiến sĩ ban chỉ huy quân sự, đội ngũ y tế, các lực lượng phục vụ tại đây tiếp tục công việc còn nhiều gian nan này. Trong một dòng nhật ký gửi các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại thao trường, công dân Cao Minh Hiếu viết: Bảo Lộc, một sớm sương mù, thấm thoát 21 ngày cũng đã trôi qua, tưởng chừng rất lâu nhưng lại nhanh như chớp mắt. Xin được gửi lời cảm ơn đến Ban Chỉ huy quân sự thành phố, đội ngũ nhân viên y tế đã chăm sóc và tạo điều kiện cho tôi và mọi người cách ly tại đơn vị. Tôi thiết nghĩ đơn vị của mình đã làm rất tốt nhiệm vụ so với nhiều điểm cách ly tập trung khác. Xin chúc các anh, các chị công tác tốt và nhiều sức khỏe. Hy vọng dịch bệnh sẽ sớm kết thúc để mọi thứ trở lại bình thường. Trong một bức thư khác, công dân Phan Tiến Mạnh lại chia sẻ: Đại diện gia đình có 4 thành viên cách ly, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các ban ngành, ban chỉ huy quân sự thành phố, y tế thành phố, cùng toàn thể các đồng chí tại khu cách ly tập trung xã Đài Lào, đã tạo điều kiện cho chúng tôi từ vật chất lẫn tinh thần. Cảm ơn những bữa ăn ấm áp tình quân dân. Ở đây chúng tôi được ăn 3 bữa, được theo dõi sức khỏe hàng ngày. Các đồng chí phục vụ nơi đây làm việc rất nhiệt tình, làm bằng cả tấm lòng nhiệt huyết. Xin cảm ơn tất cả. Công dân Phan Thị Hồng Nhàn cũng nhắn gửi: Trong thời gian cách ly tại Ban Chỉ huy quân sự Bảo Lộc, tôi được các anh, các chị phụ trách, bác sĩ quan tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành việc cách ly. Tôi xin chân thành cảm ơn. Chúc các đồng chí sức khỏe và công tác tốt. Và còn rất nhiều lời tâm sự của các công dân khác nữa. Hầu hết đều là gửi lời cảm ơn, sự quan tâm của lãnh đạo, chính quyền thành phố, sự san sẻ yêu thương đùm bọc của nhân dân địa phương. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, rất nhiều chuyến xe chở lương thực, thực phẩm của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Chi hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi, Liên đoàn Lao động thành phố đã đến hỗ trợ khu cách ly, giúp cải thiện bữa ăn, đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Vì vậy đến ngày rời đi, nhiều người đã lưu luyến không thôi. Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bảo Lộc cho biết, nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành trong quá trình cách ly tại khu cách ly của thành phố, mọi người đến đây đều an tâm tư tưởng và chấp hành nghiêm mọi nội quy của khu cách ly. Mọi người đã được Ban Chỉ huy quân sự thành phố, các ban ngành đoàn thể thành phố hết lòng quan tâm, chăm sóc, cả về vật chất lẫn tinh thần. Khi được hỏi thăm, có công dân còn dí dỏm: Cháu muốn được ở đây luôn, cháu yêu chú bộ đội rồi. Đảng ủy Ban Chỉ huy quán triệt là bộ phận phục vụ phải tận tâm và phải phục vụ chu đáo, nhiệt tình, đảm bảo làm sao cho mỗi công dân cách ly ở đây đều có là có cơm chín, nước sôi và đảm bảo từ bữa ăn giấc ngủ cho bà con, để bà con yên tâm là cách ly để cùng với cả nước phòng chống dịch COVID-19 hiện nay. Cảm ơn các bạn đã nói lên lời tâm sự của lòng mình. Cảm ơn những cánh thư đã làm động lực, tiếp thêm sức mạnh để các chiến sĩ tiếp tục với trách nhiệm còn nhiều gian nan này. Tin tưởng và hy vọng rằng cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bảo Lộc cùng các lực lượng sẽ luôn phát huy hết trách nhiệm của mình, hết lòng, hết sức, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Dù bất luận trong hoàn cảnh nào, vẫn luôn kính trọng, chăm sóc tận tình và bảo vệ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh đẹp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.